ta có thể bắt đầu bằng cái ý niệm về không gian. Không gian space mà ở trong một trong pháp được được liệt kê là một trong những cái pháp vô vi, hư không vô vi. Tại Làng Mai chúng ta không có chủ trương hư không là một pháp vô vi. Và vì vậy cho nên chúng ta nói rằng hư không không gian không phải là một pháp vô vi. Không gian chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể và tâm thức. Và quý vị có thể ghi cái câu đó lại như là một trong những chủ trương của Làng Mai. Space is not a unconditioned dharma. Space manifests itself together with time, matter, and consciousness. Không gian không phải là một pháp vô vi. Không gian chỉ biểu hiện chung với thời gian, vật thể và tâm thức. Space is not a unconditioned dharma. It is manifested together with time, matter, and consciousness. Cố nhiên là cái chủ đề này, cái chủ trương này nó kéo theo rất là nhiều chủ trương khác cùng một loại. Tại vì ngày xưa có khi các thầy nhìn thì các thầy thấy rằng vật thể như là cái bàn, cái nhà, cái hoa, đám mây nó đều thay đổi hết, nó đều vô thường, đều vô ngã, nó thay đổi hết. Cái gì nó cũng do những cái nhân duyên, những cái điều kiện mà nó tập hợp mà nó phát hiện. Vì vậy cho nên nó là hữu vi. Nó không có bị điều kiện hóa, không có bị condition hết. Nó tất cả mọi cái đều như là cái bông, hay là con người, hay là cái bàn, hay là đám mây, đều bị điều kiện hóa hết. Và khi những điều kiện đó nó không có còn đầy đủ nữa thì nó có sự tan rã, và những cái vật đó được gọi là những vật hữu vi. Nhưng mà hư không thì mình nhìn thấy nó giống như là nó thường hằng, nó không có bị, nó có dính tới các cái khác. Dầu có mây hay không có mây, dầu có mưa hay không có mưa, dầu có tâm thức hay không có tâm thức,
dù có mặt trăng hay không có mặt trăng, dù có mặt trời hay không có mặt trời, thì hư không vẫn là hư không. Hư không là một cái pháp vô vi, không có lệ thuộc vào các pháp khác, nó là vô vi. Đó là cái thấy của một số thầy trong quá khứ. Khi chúng ta học ở trong 100 pháp, chúng ta thấy rằng là các pháp vô vi, có nhiều pháp vô vi. Như là chân như là một pháp vô vi, chân như là không có sinh, không có diệt, không có tùy thuộc vào những cái điều kiện. Vì vậy cho nên chân như là vô vi. Và khi các thầy quan sát không gian thì các thầy thấy rằng không gian cũng không sinh, không diệt, không gian không có tùy thuộc vào những điều kiện. Vì vậy cho nên không gian được gọi là một pháp vô vi. Nhưng mà tại Lăng Mai chúng ta không có đồng ý. Tại Lăng Mai chúng ta thấy rằng không gian á là một cái ý niệm. Không gian là một cái ý niệm. Và ý niệm về không gian á, nó được tạo ra bằng ý niệm về thời gian, về vật thể và về tâm thức. Nhà bác học Einstein có nói tới cái, nó có cái time life, time space continuum, bốn chiều. Cái không gian nó có ba chiều, chiều ngang, chiều dọc và chiều sâu. Nhưng mà có cái chiều thứ tư là chiều thời gian. Và nếu chúng ta quan sát, chúng ta nhìn cho kỹ, chúng ta thấy rằng không gian nó được làm bằng thời gian, và thời gian nó làm bằng không gian, và không gian nó được làm bằng vật thể, vật thể nó làm bằng không gian. Và trong ánh sáng của khoa học hiện đại thì chúng ta có thể thấy được rõ là không gian trước hết là một cái ý niệm. Cái ý niệm không gian không có thể nào tách rời ra khỏi ý niệm thời gian. Không gian, ý niệm về không gian không có thể tách rời ra cái ý niệm của vật thể. Và nhất là không có tách rời ra khỏi cái ý niệm về tâm thức. Vì vậy cho nên không gian không phải là một cái thực tại khách quan. Một cái thực tại khách quan, mà không gian là một cái sáng tạo của tâm thức. Và không gian nó chứa đựng thời gian, nó chứa đựng vật thể, nó chứa đựng tâm thức. Và nếu lấy tâm thức ra, lấy vật thể ra, lấy thời gian ra, thì không gian không còn là không gian nữa. Vì vậy cho nên không gian không phải là một pháp vô vi. Trong kinh Hoa Nghiêm chúng ta cũng thấy được cái điều này. Trong kinh Hoa Nghiêm á, thì cái một á, nó chứa đựng cái tất cả. Đứng về phương diện không gian á, thì cái một nó chứa đựng cái tất cả. Một vi trần nó chứa đựng cái tam thiên đại thiên thế giới. Mà vi trần tức là vật thể. Vật thể nó có liên hệ tới không gian.
và khoa học cho biết là nơi nào có vật thể thì không gian ở đó, nơi đó không gian có cái sự, nơi nào có cái sự cô đọng nhiều của vật thể thì không gian ở đó nó cong lại. Bởi vì vậy cho nên vật thể với không gian nó tương tức, nó ảnh hưởng lẫn nhau. Ta nói rằng không gian không có bị ảnh hưởng của vật thể là nó sai. Mà không gian nó là vật thể, vật thể nó là không gian, sắc với không nó rất là gần với nhau, nó là nhau. Và cái một đó, nó chứa đựng cái tất cả. Nhưng mà đó là nói về không gian. Nếu về phương diện thời gian thì cũng vậy. Thời gian nó được chia ra làm ba cái, là cái quá khứ, cái hiện tại và cái tương lai. Thì tại làng Mai chúng ta hay nói rằng là chúng ta phải nên sống trong giây phút hiện tại và đừng có bị quá khứ và tương lai nó kéo đi. Và nếu chúng ta không khéo, chúng ta nghĩ rằng ba cái đó, quá khứ, hiện tại và tương lai, nó tồn tại độc lập. Và chúng ta rơi vào trong cái chủ trương của hữu bộ là tất cả đều có, quá khứ có, hiện tại có, tương lai có. Nhưng mà cái thấy của Lần Mai là ba thời nó tương tức, quá khứ, hiện tại và tương lai nó dung chứa nhau. Trong quá khứ nó có hiện tại, nó có tương lai. Trong tương lai nó có quá khứ và hiện tại. Và trong hiện tại thì nó quá khứ và tương lai. Và nếu chúng ta tiếp xúc được với hiện tại một cách sâu sắc, và chúng ta có thể tiếp xúc được quá khứ và tương lai ngay trong giây phút hiện tại, đó là cái thấy của Lần Mai, cái chủ trương của Lần Mai. Và nếu chúng ta hành xử, nếu chúng ta chăm sóc giây phút hiện tại với tất cả cái tấm lòng, với tất cả năng lượng và niềm định thể, là chúng ta đang chăm sóc cả quá khứ, đang chăm sóc cả tương lai. Vì vậy cho nên đứng về phương diện không gian, nó cũng là tương tức. Một giây phút nó chứa đựng tất cả các giây phút khác. Giây phút nó chứa đựng thiên thu. Thì đứng về phương diện không gian thì cái một nó chứa đựng cái tất cả. Đứng về phương diện thời gian thì giây phút nó chứa đựng thiên thu. Nhưng mà đi xa hơn một bước nữa, theo kinh Hoa Nghiêm nói, thì không những không gian nó chứa đựng không gian, thời gian nó chứa đựng thời gian, nhưng mà không gian nó chứa đựng thời gian, và thời gian nó chứa đựng không gian. Và chúng ta có những câu kinh ở trong kinh Hoa Nghiêm nói rất rõ ràng ở chuyện này. Không những một hạt bụi chứa đựng cả vũ trụ, mà hạt bụi đó chứa đựng cả thời gian. Thời gian nó chứa đựng không gian, và không gian nó chứa đựng thời gian. Vì vậy cho nên không gian và thời gian không phải là những cái pháp hữu vô vị, và nó cũng tương tức. Và chúng ta đã bắt đầu thấy được là cái chủ trương, cái thấy về không gian nó kéo theo cái thấy về thời gian. Cái thấy về không gian là cái thấy tương tức, là cái thấy một trong cái một trong tất cả. Và chúng ta cũng đã bắt đầu thấy được cái thời gian nó cũng như vậy, cái giây phút nó chứa đựng cái thiên thu. Và tính tương tức của không gian mình thấy được, tính tương tức của thời gian mình thấy được, và mình thấy luôn được cái tính tương tức của không và thời, không gian và thời gian. Và vì mình về cho mình thấy rằng cái ý niệm của mình về không gian nó có được là nhờ mình có cái ý niệm về thời gian. Và ý niệm của không gian và thời gian của mình có được là cũng nhờ mình có ý niệm về vật thể. Bởi vì vậy cho nên rất là rõ ràng là không gian không phải là một pháp vô vi. Nếu mà chúng ta chia ra
các pháp làm hai loại, một là vô vi, hai là hữu vi, thì chúng ta không có thể nói rằng không gian nó thuộc về pháp vô vi. Và chỉ có một pháp, nếu mà nói có pháp vô vi ấy, thì chỉ có một pháp, đó là Niết Bàn, đó là chân như, đó là cái tự tánh không sinh không diệt, nó là nền tảng của tất cả các pháp. Vì vậy cho nên làng Mai, ở tại làng Mai, nếu chúng ta cần phải phân biệt các pháp thì chúng ta nói rằng tất cả các pháp đều là hữu vi, chỉ trừ một pháp là không hữu vi thôi, đó là Niết Bàn. Thì cũng như là tất cả các đợt sóng ở trên biển đều có lên có xuống, chỉ có một cái không lên không xuống, đó là nước. Và Niết Bàn là cái nền tảng của tất cả các pháp. Nhưng mà tới đây chúng ta thấy rằng cái sự chia các pháp ra làm thành hai loại, một loại là hữu vi, một loại là vô vi, nó cũng là tạm bợ. Và chúng ta không có thể để Niết Bàn ngang hàng với các pháp hữu vi, và gọi nó là một pháp. Thật ra chúng ta không có thể nói Niết Bàn là một pháp. Chúng ta không có thể nói Niết Bàn là một pháp được. Dễ hơn là chúng ta nói Niết Bàn là nền tảng của tất cả các pháp. Cũng như chúng ta không thể nói nước là một trong những cái đợt sóng. Chúng ta phân biệt ra nước và sóng thì chúng ta thấy rằng có hàng ngàn đợt sóng. Thì chúng ta gọi những cái sóng đó, những cái đợt sóng đó là những pháp hữu vi, có lên có xuống, có sanh có diệt. Và chúng ta gọi, chúng ta có một cái pháp không sanh không diệt, không lên không xuống, gọi là nước. Và chúng ta cho nước là một pháp, và chúng ta đặt nước lên ngang hàng với sóng, đó là một sự sai lầm. Đó là một sự sai lầm. Sóng với nước không có thể đặt ngang hàng được, không có thể nói, không có thể coi nước là một, một đợt sóng một, thì đứng về phương diện Niết Bàn và các pháp hữu vi cũng như vậy. Và chúng ta đã học đủ để có thể thấy rằng đứng về phương diện hiện tượng thì các Niết Bàn, các pháp hữu vi, các pháp đều có sinh có diệt, có không, có còn có mất. Đó là đứng về phương diện hiện tượng mà nói, đứng về phương diện tích môn mà nói. Còn đứng về phương diện bản môn á, thì các pháp không sinh không diệt, không lên không xuống, không tới không đi. Thì cái pháp đó đứng về phương diện hiện tượng ta nói là hữu vi. Ví dụ như cái bông cúc này, bông cúc là một pháp hữu vi, là tại vì mình thấy rằng bông cúc này nó tùy thuộc vào các điều kiện để nó phát khởi, nó sinh, nó phát hiện.
và nó tùy thuộc vào những điều kiện để nó tan ra, và vì vậy cho nên bông cúc là hữu vi. Mình đứng về phương diện bản môn thì cái tự tánh của bông cúc á là tự tánh không sinh không diệt, không có không 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 còn không mất. Bởi vì cho nên nhìn cho kỹ thì bông cúc nó cũng là vô vi. Đứng về phương diện hiện tượng ta nói nó là một pháp hữu vi, đứng về phương diện bản thể ta gọi nó cũng là một pháp vô vi. Và điều này thấy rõ trong cái giáo lý đại thừa. Các pháp thì chư pháp không tướng, cái bản tính của chư pháp là không, là không sinh không diệt, không dơ không sạch, không thêm không bớt, và như vậy không có pháp nào là hữu vi hết, tất cả các pháp đều là vô vi hết. Ta thấy nó là hữu vi nhưng kỳ thực các pháp vốn thực là vô vi, không sinh không diệt, không lên không xuống, không có không không. Bởi vậy cho nên ban đầu ta nói rằng là không gian không phải là một pháp vô vi, nhưng bây giờ chúng ta lại nói ngược lại, không gian cũng là một pháp vô vi. Quý vị thấy không? Thành ra cái câu này nó là cái cơ hội, nó là cái phương tiện để chúng ta đi vào, chứ không phải là một cái giáo điều chúng ta mắc kẹt. Ban đầu chúng ta nói rằng là hư không không phải là một pháp vô vi, mà giống như chúng ta bị kẹt vào cái sự phân biệt giữa hữu vi và vô vi. Nhưng mà tại vì chúng ta có quán chiếu, chúng ta có thể buông bỏ được danh từ, buông bỏ được ý niệm, cho nên chúng ta có thể thấy được rằng là cái hư không nó cũng là vô vi. Trước hết nó là một ý niệm, cũng như là cái bông cúc trước hết là một ý niệm. Và khi mà ta bị kẹt vào cái tướng của hư không cũng như cái tướng bông cúc á, thì ta không có an lạc, không có hạnh phúc, không có giải thoát. Chúng ta còn sợ hãi, còn luyến tiếc. Nhưng mà khi mà chúng ta tiếp xúc được cái tự tánh không sinh không diệt, tự tánh niết bàn của không gian, của thời gian, của bông cúc đó, thì lúc đó ta không còn luyến tiếc, chúng ta không còn sợ hãi nữa. Và vì vậy cho nên cái định đề thứ nhất đó, nó đưa tới cái định đề thứ hai. Đứng về tích môn, tất cả các pháp đều hữu vi. Đứng về bản môn, tất cả các pháp đều vô vi. Đó là chủ trương của Lăng Mạc. Đứng về tích môn, tất cả các pháp đều là hữu vi. Unconditioned Dharma, Unconditioned Dharma đứng về bản môn, tất cả các pháp đều là vô vi. Và vì vậy cho nên ta thấy được rằng vô vi không phải là một pháp.
mà vô vi là cái nền tảng của các pháp. Nếu mà quý vị tới từ cái truyền thống của Cơ Đốc giáo thì quý vị có thể có những khó khăn trong khi nghĩ tới Thượng Đế. Tại vì trong cái thần học Cơ Đốc giáo thì Thượng Đế là tạo hóa, đấng tạo hóa. Và tất cả những cái gì mình thấy đây, mình cảm nhận, mình tiếp xúc đây là tạo vật. Creator với creature. Và có những nhà thần học Cơ Đốc giáo đã từng tuyên bố rằng Thượng Đế là cái nền tảng của hiện hữu. God is the ground of being. Thì đi rất gần tới cái quan điểm vô vi, nếu bạn. Nếu mà nói rằng Thượng Đế là nền tảng của hiện hữu thì cũng gần, cũng nói rõ ra, cũng giống hệt như nói rằng là nếu bạn là cái bản môn của tất cả các sinh diệt, của các những cái mà mình gọi là sinh diệt, và đi tìm Niết Bàn không phải đi tìm ngoài cái sinh diệt, mà trong sinh diệt nó có Niết Bàn. Sinh diệt chẳng qua chỉ là những cái ảo giác của mình. Sự thực á, bản chất của bông cúc hay là của đám mây, nó là Niết Bàn, nó là vô sinh bất diệt. Thì trong đạo Phật nó có cái thấy đó và có sự chấp nhận đó, là tất cả các pháp hữu vi đều dựa trên một pháp vô vi mà có, mà biểu hiện đó là Niết Bàn. Nhưng mà vô vi không phải là một pháp riêng biệt. Vô vi là cái chiều sâu của hữu vi, và tiếp xúc được với hữu vi tức là thấy được cái tính vô vi của tất cả các pháp. Và như vậy cho nên không rời tích môn mà vẫn tiếp xúc được với bản môn. Bản môn nó nằm trong tích môn. Còn trong Cơ Đốc giáo nó vẫn còn có sự khó khăn của một số các nhà thần học là mình là tạo vật, và tạo vật không có thể nào được lẫn lộn với đấng tạo hóa. Và cái nhìn nó vẫn còn nặng nề cái tính chất lưỡng nguyên, dualistic thinking. Và Thượng Đế là Thượng Đế, mình là tạo vật, mình không thể nào. Và nói như vậy thì cái câu tuyên bố của nhà thần học kia là Thượng Đế là nền tảng của thực hữu thì được hiểu như thế nào? Ở trong đạo Phật thì rất rõ là cái không sinh diệt nó nằm ngay trong cái sinh diệt. Và mình không cần phải chối bỏ cái sinh diệt, mình không cần phải chạy trốn cái sinh diệt, mà mình vẫn tìm ra được cái không sinh diệt. Tại vì như là được sống, nó đâu không cần đi tìm nước, nó chính là nước. Thì cái sinh tử nó chính là cái Niết Bàn, cái hữu vi chính là cái vô vi. Mà bên Cơ Đốc giáo vẫn còn có sự lúng túng này. Đã có những nhà thần học bước tới và nói rằng mình chính là Thượng Đế. Thượng Đế chính là mình. Thượng Đế chính là cái gốc gác, cái bản chất của mình. Bản chất của mình là thiêng liêng, là thần. Nhưng mà
đối với phương diện bản thể học đó, ontology thì nó vẫn còn có cái gì kẹt, tại vì cái nhận thức lớn hơn nó vẫn còn đó. Và cái khuynh hướng cho rằng Thượng Đế là nguyên nhân của mọi vật, và cái nguyên nhân nó là một cái gì, nó được tách rời ra cái kết quả. Cái nhân là cái gì, nó không phải là kết quả. Thì cái điều đó nó không có phù hợp với là cái quán chiếu, cái nhận thức của Đạo Phật. Tại vì trong Đạo Phật, cái nhân với cái quả không phải là hai. Quả là từ tiếp nối của nhân, và nhìn vào trong quả mình thấy nhân. Và trong Đạo Phật chúng ta nói tới cái chân như duyên khởi. Chân như duyên khởi. Chân như như là một cái điều kiện, nó làm phát sinh ra tất cả mọi sự ngoại vật. Và chân như nó giống như là nhân và vạn hướng, tức là quả. Nhưng mà trong Đạo Phật thì nó rất là thông, rất là rỗng ràng, rất là thông suốt. Tức là chân như không phải là một cái gì có ngoài, có mặt ngoài, ngoài vạn hữu. Và nếu mà tiếp xúc vạn hữu cho nó sâu sắc thì mình tiếp xúc được với chân như. Cái tánh và cái tướng nó không phải là hai. Tánh và cái tướng nó không phải là hai. Tướng tức là hiện tượng, còn tánh tức là bản thể. Và vì vậy cho nên để Niết Bàn ngang hàng với các pháp khác là một cái sai lầm. Chia các pháp ra làm hai loại. Một, những cái pháp hữu vi là khác, những cái pháp vô vi là khác, cũng là sự sai lầm. Cho nên cái câu thứ hai này nó nói rõ được cái lập trường của Lão Mai, tức là đứng về phương diện hiện tượng, đứng về phương diện tích môn đó. Thì các pháp là vô, là hữu vi, có sinh có diệt, có không, có còn có mất. Nhưng mà đứng về phương diện bản môn, đứng về phương diện bản thể thì tự thân của các pháp là không sinh không diệt, không có không không, không đi không tới. Và đó là cái điều mà chúng ta thấy ở trong tâm kinh Bát Nhã. Chúng ta trì tụng buổi sáng, trì tụng buổi trưa, trì tụng buổi chiều như những con vẹt mà chúng ta không có thấy được cái sự thật. Phần lớn chúng ta là những con vẹt thôi. Thì chư pháp không tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu, tụng hoài mà không có thấy được. Và cái sự thực tập Lãng Mai nó căn cứ trên những cái nhận thức như vậy về giáo lý. Và chúng ta sẽ tiếp tục khám phá những cái chủ trương giáo lý của Lãng Mai. Đây không phải là triết lý, là siêu hình học. Mà sự thực tập của Lãng Mai là nó căn cứ trên cái thấy này. Ví dụ khi chúng ta đi thiền hành, và nếu cái niệm và cái định của chúng ta nó hùng hậu, thì không những ta tiếp xúc được với cái tích môn, tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của vạn hữu. Những cái màu nhiệm đó nó có tích vô thường, vô ngã, nhưng mà nó rất là đẹp, rất là nuôi dưỡng. Phải có niệm, có định mới tiếp xúc được với cái đẹp, cái màu nhiệm của cuộc sống. Nó có khả năng nuôi dưỡng, trị liệu. Nhưng mà nếu cái niệm, cái định đó nó không màu hơn được, thì ta tiếp xúc luôn được cái bản môn và thấy được những cái màu nhiệm đó, nó cũng không sinh, không diệt, không có, không. Và đó là cái ý nghĩa của câu chót của bài hát là In the Ultimate Idol. I have arrived, I'm home. Đã về, đã tới. Bây giờ ở đây, thì tất cả những cái đó nó đều là hữu vi hết. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây đều là những pháp vô hữu vi hết, vững chãi, thanh thơi, quay về nương tựa.
nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Và mình an trú trong cái tịch môn. Và nhờ an trú đó cho nên mình có vững chãi và thanh thơi, vững chãi những núi xanh, thanh thơi dường mây trắng. Nhưng mà nếu mà mình thực tập cho sâu sắc thì khi mình tiếp xúc với cái tích môn, với cái hiện tượng, mình tiếp xúc luôn được với bản môn, tức là bản thể, mình tiếp xúc được với cái tướng, và mình tiếp xúc luôn được với cái tánh, mình tiếp xúc được với đợt sống, nhưng mình tiếp xúc được luôn với nước ở trong cái đợt sống, và cái đó gọi là cửa vô sinh mở rồi. Cửa vô sinh mở rồi nghĩa là con đang đi trong ba tích môn, nhưng mà con dẫm được vào bản môn. Cái vô sinh mở rồi là như vậy. Vô sinh tức là không sinh, không diệt, không có, không không. Đó là Niết Bàn. Đó là cái pháp vô vi. Mà pháp vô vi không phải là một pháp riêng biệt, nó nằm ngoài các pháp hữu vi. Pháp vô vi là nền tảng, pháp vô vi là nền tảng của tất cả các pháp, gọi là hữu vi. Gọi là hữu vi, nhưng mà thực sự không phải là hữu vi, tất cả đều vô vi. Trong kinh Pháp Hoa cũng nói vậy. Cái bản chất của các pháp từ xưa nay vẫn là tịch diệt. Chư pháp tùng bản lai, thường từ tịch diệt tưởng. Các pháp từ xưa nay nó an trú trong cái niết bàn, từ tánh niết bàn của nó. Nó không có sanh có diệt nhưng là mình tưởng động. Vậy vậy cho nên cái thấy của Lăng Mai là cái thấy của Phật giáo, của Đạo Phật. Nó căn cứ trên cái thấy của Phật giáo Minh Thủy và nó thừa hưởng được những cái thấy sâu sắc của Phật giáo Đại Thừa. Và nó rất là đơn sơ. Trong khi mình đi, mình tiếp xúc với những cái màu nhiệm của thế giới bán mô, thế giới tích mô, nó có cách nuôi dưỡng và trị liệu. Nhưng mà nếu mà mình làm ăn khá hơn thì cái niệm và định của mình đó, nó giúp mình tiếp xúc luôn được với cái bán mô để mình vượt thoát sinh tử. Cái đó gọi là in the ultimate ideal. Mình đang đi ở trong cái historical, tự nhiên mình dẫm được vào cái ultimate. Tự mình đang đi trong cái thế giới sinh diệt, tự nhiên mình dẫm được vào cái thế giới chân như. Cái đó là cửa vô sinh mở rồi. Cửa vô sinh chưa bao giờ đóng hết. Nhưng mà tại vì cái niệm và cái định của mình không có đủ sâu sắc, cho nên mình không có dẫm lên được cái vô sinh. Vì vậy cho nên đi thường hành cũng có thể đạt tới cái sự vượt thoát sinh tử khi mình dẫm được vào cái chỗ vô sinh.